Ngồi xuống đi em ơi. Nó nổi lên. Thì bắt mình chế tạo hoa hồng này chỉ với mục đích là quay phim thôi. Nhưng nó vẫn là đồ chơi. Mình thích nó quá vậy. Nếu như không mục đích đó thì sao không cho tụi mình đúng không? Để tụi mình đem khoe. Khoe. Cũng như vậy.